Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Postmaster. Let's go. Player 1, choose. Wow. Cái này 15 thì là trúng 100%. Oh my gosh. Wow, sợi rồi. Ok. Oh, anh ta tuột xuống luôn. Oh my gosh. Let's go. Fatality. Win. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Solo Chico. Let's go.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ ba, Ice Cream Eye. Ok, let's go. Mình giới thiệu này, đoạn giới thiệu vừa rồi thì tức là ông ta đi bắt cóc cô gái này và rốt cô ta vào trong lồng. Và bây giờ thì mình sẽ phải hóa thân là tên là người tên là Jay, sau đó thì sẽ phải đi giải cứu cô ta thoát khỏi ông ta. Và cô ta đang bị rốt trong lồng này. Stop. Một cô đem đâu rồi? Cho ta đeo mình nhé. Ok, và bây giờ thì mình sẽ ra đây lấy một món đồ. Ok, let's go. Cinema. Khi các bạn có một cái gì đó trên tay thì các bạn sẽ không phải sợ ông ta làm gì, các bạn cứ ném thẳng vào mặt ông ta thôi và ông ta sẽ bị ngất trong vòng 5 giây. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp phần này. Let's go. Help me out of here, please. Ông ta làm kia. Ném ra đâu rồi? Mất cái đó thì sẽ không thể làm được gì. Ở đây. Let's go. Tấm thẻ này không rơi à? Ở đây rồi. Ở đây tấm thẻ để các bạn vào ngôi nhà dùng eo. Lên lấy cái này trước. Let's go. Ok. Chưa đi được. Wow.
không đi các bạn, không biết đi đường nào đây. Bắt buộc phải đưa ông ta vào đây. Oh my god, bắt rồi. Wow, ông ta bắt luôn. Số ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Hotel Tira. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Nhạc rất là hay. Let's go. Và bây giờ mình sẽ nâng cấp cái gì đây? Tăng sức mạnh nha. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Scary Teacher vào đây. Let's go.
shut the phone. Okay, let's go. It's finally here! Oh, I can't wait to start controlling those brats! Wait a minute. What are this? These for? Nothing, dear. Come here. Mm-hmm. Now, you won't remember a thing. Okay, let's go. Now the real fun begins. Oh, Francis! Be a dear and fetch me a drink. Wow. I'm really beautiful. Dưới tầng 1 sao mà ta đi đâu. I'm definitely the best chef in the world. Và bây giờ thì mình sẽ chờ kết quả của bạn ta. Meow. Meow. What on earth? Meow. This woman is crazy. Meow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Zombie Catcher. Let's go. Thank you.
Oh my gosh, rất nhiều rồi. Mình tiêu diệt mấy chú rơi này. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Pixel Gun 3D. Let's go. Chưa chính 4 player, 9 người rồi, 9 trên 10. Và còn thiếu một người nữa thôi là các bạn sẽ có thể vào game. Ok, đã đủ 5v5. Let's go. Time to start. Này bây giờ là cứ súng ai khỏe cùng vào đó thắng. Oh my god, rất là đau luôn. Oh my god. Oh my god. Oh my gosh. Ok. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.